mình cũng ăn kiếm cái luôn, chơi đấm nhau cho nó công bằng rồi đấy mà, không ai đem cây la hết, chừng đấm thì công bằng, đấm vô đầu chắc bao uống viên mới chết, bao phát mới chết em, chà, đấm vô đây mấy ơi, rồi bỏ thua rồi, vô đây, vô. Hello anh em, hiện tại em đang có mặt tại shop dekhang.vn nha anh em. Shop mình chuyên buôn bán cái nít là các vòng quay kim cương nha anh em. Hôm nay mình sẽ test nhân phẩm vòng quay 9K của mình nha anh em. Vòng quay AK cộng xanh. Lần đầu tiên mình lượt quay, lần đầu mình sẽ được 10 kim cương nha anh em ơi. Với 9K mình đã được 10 kim cương. Lần quay thứ hai mình sẽ được bao nhiêu kim cương đây? 10 kim cương tiếp tục. Mình sẽ quay lần thứ ba luôn nha anh em. Thứ ba như tổng là 20,000+, mình sẽ được 250 kim cương. Khá là lợi nha mà. Đây mình sẽ quay X3 luôn cho anh em xem luôn. Ui dồi, nhân phẩm tốt thế, 1,000+ kim cương em ơi, trời ơi, khá là lãi. Ui đang lãi, đang nhân phẩm quay X7 luôn em à, lấy X7 lấy nhân phẩm tốt không, nhân phẩm ui dồi 7,000 kim cương, ui tỷ lệ tổ hữu khá là cao em ơi, vào thử ngay thôi. Ok, xin chào những anh em đến với channel của mình là WZD Khang đây em ơi, quay trở lại những nhân solo squad siêu kinh điển của mình nha anh em. Thì hôm qua anh em cũng xem cái video của mình với Edible bắn hơi bị kinh anh em à. Ấy giờ giờ ui giời, mình về đây một đi. Ui giời, Lego nè, xuống lượm được hai mạng khá là thơm nha, thanh niên này mặc đồ cốp lay của mình. Đây, cốp lay bộ đồ mình hả bạn? Hai thằng luôn. Trời ơi, này thì Lego bắt ke các bạn. Mình mới là Lego thật với anh em. Trời ơi, gặp mình thì chạy đi đó mà bắn. Ok anh em. Thì shop mình đó anh em. Ở đây có thằng xử lý cái này luôn anh em ơi. Thì shop mình đang có cái sự kiện anh em. Anh em đăng nhập vào shop bằng ad Facebook anh em. Shop mình sẽ tặng cho anh em một người mỗi lượt 10k tiền trong ạc anh em luôn, cộng cho anh em 10k trong ạc anh em luôn, anh em có thể quay vòng quay luôn anh em ơi. Anh em đăng nhập vào ạc Facebook ấy sẽ nhận được 10.000 liền trong tài khoản luôn, nó sẽ cộng vào cho anh em luôn anh em ơi. Ok anh em, vào shop vào đăng nhập ngay sẽ nhận được 10k liền luôn. Có gì anh em ủng hộ mình thêm, anh em nạp thêm tiền, anh em có thể quay ạc cho mình nè. Shop mình cũng có đang giảm giá, đang có tăng cái lượng hũ cho vòng quay anh em à. Đấy, tại shop mình hưởng mấy khai trương anh em sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi hơn là lúc mấy shop khác anh em. Ok nha, hãy tiếp tục trận đấu thôi chứ. Hôm nay mình sẽ bắn mắt 7 anh em. Mình sẽ lọc ra những khẩu súng không có skin, những khẩu súng tầm gần sật gần không có skin mà bắn mạnh nhất anh em, trong top mạnh nhất nha. Thì anh em cũng biết mình cầm cái khẩu gì mà trong cái series không có skin súng của sống sật gần, khẩu súng mạnh, những khẩu súng mạnh nhất anh em thấy mình cầm khẩu gì sớm nhất là mình thấy anh em thấy khẩu đó mạnh nhất rồi đó. Đây mình đang cầm mắt 7 anh em. Theo mình khẩu mắt 7 không có skin là mạnh nhất trong tất cả các loại shotgun anh em à. Đúng không anh em? Theo mình là mạnh nhất như thế. Đây mắt 7 không cần tốc độ bắn, nó chỉ cần sát thương thôi, nhưng mà mắt 7 anh em bắn anh em bắn tốc độ bắn đã nhanh rồi, bắn dễ vào đầu nữa nên rất chi là mạnh. Không cần skin vẫn mạnh nha. Còn mấy khẩu như 1-57 nè, 1-4 nè, mà mấy khẩu đó anh em, mấy khẩu đó thì cần skin nó mới mạnh. Mới ra sức mạnh tối đa đó anh em à. Còn mắt 7 thì anh em khỏi được skin bắn cũng mạnh, ra sức mạnh tối đa đó rồi. Ok anh em tiếp tục chiến đấu thôi. Đây là một thằng nữa nè. Trời ơi, nãy mấy anh đi bắn nhau ngoài bò lắm thế anh em. Nãy mình lít 12 kill rồi chứ. Chà gì đấy, cứu rồi bạn. Cứu tập thể các bạn. Ui bên phải một thằng. Chạy bằng Kono chạy anh em ơi. Đặt keo nè, xa xa anh đi này cầm 1-0-4 nha. Anh em biết tầm xa tí là anh em bắn tới à. Đây nó 1 nè. Rồi đốc 2 nha, còn bạn nhỏ gái cầm 1-0-4 thôi. Đây, ui đang đây ngồi cứu. Trời ơi, mình bắn như thế mà anh đi ngồi cứu được, tỉnh queo quá trời. Úi trời ơi, anh em thấy ai cầm 1-0-4 anh em cứ gách ra xa anh em bắn là xong. 1-0-4 thì để bắn tầm gần anh em à. Ok nè, mới tông được thằng, đây một thằng, ôi trời ơi, bụi quá. Mình xuống bắn anh em mà không tông luôn, bắn cho anh em coi mất 7 mạng như thế nào. Ủa anh em thấy không, bắn mất 7 anh em bắn vô đầu rồi chết luôn, có được chết không, có đường nào chạy được chứ anh em. Bắn vô đầu không bị lỗi đam anh em. Anh em vừa bắn vô người sẽ bị lỗi đam đúng không? Vừa bắn vô đầu sẽ bị lỗi đam nha. Đây mình xuống đây. Ây cha, bắn nhau dưới đây lắm vậy. Trời ơi, xong mấy bạn rồi mất 7 chúng ta rầm bay phun múa. Rồi trước mặt của người anh em, đây. Chạy vô nè, đây nhảy ra bắn nè. Kéo tầm thiết sọt, ui giời mạnh thế anh em. Má gà đạn nhanh mà bắn đam cao, ui đây còn thằng à. Tính toán hướng bắn, ui giời. Chết rồi anh em, anh niên bắn bộ đầu rồi. Ui giời ơi, anh niên này đem một bữa, ấy da. Mình AFK đó mà. Mình AFK mình đi làm chuyện cái này, mình bay ra tới bên này mình không hay luôn. Anh niên cũng có anh niên AFK theo mình đó chứ. Vậy cho cúng cho mình một mạng, mình chạy vô đây nha anh em. Đây, cái gì đấy, cầm G18 bắn cùng xăng à. Thanh niên có bị ngáo, ê bắn cà kéo tầm luôn rồi. Thanh niên có bị ngáo không, cầm G18 thì phá thùng xăng, phá hoài không bể thùng xăng, làm lộ vị trí đó chứ, ngáo đá hả bạn.
Gạt luôn anh em ơi, gạt luôn chứ còn cái gì nữa. Ui giời ơi, chạy qua đây. Ây cha, sau lưng bắn nhau à? Á, bắn mình, bắn tao mày, bắn mày. Mày lia luôn anh em ơi. Trời ơi, mình đang chạy chỗ này mà bắn mình các bạn. Thanh niên này mới đáp dùng xuống anh em à. Đây, mắc 7 chúng ta hơi không bay múa. Mắc 7 không thì kinh, bắn vẫn mạnh. Ui anh em thấy không? Bắn vô đầu 100 mấy chục máu anh em à. Anh em thử rồi, một viên vô đầu còn sống nổi không? Mà đạn ra nhanh dễ kéo tâm nữa chứ. Chà. Giống vậy. À đù, lên nhà luôn. Thanh niên này chạy nhà bên phải nè. Đây, rồi, thanh niên này 100 máu rồi, hơn 100 máu rồi. Lên chỉ cần bắn xuống một viên chết. Ui trời ơi, lia tâm vô đầu mà thanh niên này bắn mình cũng chết em à. Con hàng chạy lên nè. Ui, thanh niên này chết rồi. Chạy lên. À, bị kẹp anh em à. Hơi bị đông nha. Mình nhìn tới chân dưới hơi bị nhiều nha. Đây. À, bơm máu rồi đã. Đấy cha, cần thế sửa cái giáp cái anh em ơi. À, nhảy xuống luôn. Bây giờ mình kiếm góc khác mình bắn nha. Đây, chạy tới nè. Nóng quá em ơi. Trời ơi là trời. Ê, bên đòi bắn nữa. Á đù, gì đây? Cái gì đây? Mấy thanh niên này chơi ỉ đông hiếp ít hả bạn? Hiếp ít nhưng mà mình không yếu nha bạn. Ỉ đông hiếp ít còn nghe được chứ. Ỉ đông hiếp yếu không phải đâu. Ê cha, gì đây? Úi dồi, thanh niên này bắn gì đây? Mất cầm súng sạc à. Ừ, nhưng nhìn súng sạc mình mới nhớ nha mà. Khẩu súng mạnh thứ hai trong cái top súng không sần gân không có skin đó anh em. Khẩu súng mạnh thứ hai là súng sạc nha anh em. Mạnh nhất là theo mình là mắc 7, mạnh thứ hai là súng sạc. Mình sẽ làm clip về xe game này cho anh em xem nhiều nha. Những khẩu súng không skin súng, súng trần gần, sật gân nha. Cho anh em nào không có skin súng, anh em có động lực để bắn thêm. Đấy, úi dồi, mấy thanh niên bắn gắt vậy, đặt keo quá ta. Úi dồi, lưu đạn nó như vậy. Trời ơi, trời, đặt keo anh em ơi. Bây giờ mình đặt quả keo ở đây cho thằng kia nó lên anh em ơi. Đây, hay lên này bắn nè. Súng sạc, súng sạc của chúng tôi nè. Ây cha, bên đồi cũng bắn mình anh em à. Đây kìa, đứng đó kìa. Chạy xuống đây 100 máu nè, phê chưa? Rồi thanh niên này chạy đâu anh ơi? Không có keo thì chạy đâu anh ơi? Không có keo mà chạy lụi xuống gặp mình chỉ có chết thôi chứ sao sống được. Anh niên này chạy qua đây hả? Và nhảy xuống luôn em ơi, chơi luôn. Bây giờ nóc màu nha. Bên đó còn hai thằng ở chỗ hàng rào thôi. Rồi thanh niên này yếu rồi nha, đẩy lên luôn nè. Đấy. Đây. Thanh niên này cứu sao em ơi? Qua luôn. Chà lụi đạn mới cháy. Cho nổ luôn không sao không chết được. Úi dồi, lũ đạn gì đấy ném. Úi dồi, ông chùm bóp lũ đạn để khang à. Úi dồi ơi, khổ thế. Phải hảo để khang hay là để khang. Qua đây anh em ơi, kiếm cốc khác bắn nè. Đây. Ơi bên phải, nghe tiếng chạy tới nè. Nóc một anh em ơi, còn thằng chạy ngoài xa rồi. Thằng này như không có máu sao. Nó ghen lắm. Đây, đúng rồi, thằng này không có máu nè mà. Nên bắn nó yếu anh em, không dám bắn mình thì chỉ hết máu. Cái gì đây? Cái gì đây, sát thủ đen thầm lặng các bạn. Trời, đạn gạt luôn. Giờ mình chạy tới mình gạt hơi bị nguy hiểm. Nên mình trời đạn mình gạt luôn em ơi. Đây chết rồi nè. Đây, lên tới 2 đồng hồ. Á đâu, gạt KS cho em ơi. Để mình ăn cho, không gạt cho mình ăn. Á chà, không ăn được rồi anh em ơi. Để mình giết thằng này cho. Nên không có keo nè, chăm manh các bạn. Úi giời ơi là trời. Đây, ui khu này hơi đông quá nha mà. Trời ơi, cái gì thế. Đừng đối xử với mình như thế anh em à. Chạy thôi nha bố, chạy kiếm góc khác bác. Đây đứng đây, rồi anh em xuống sạc. Máy cái anh em coi nó sạc kìa. Nguy hiểm không? Rồi anh em kìa, vô bắn nhau rồi. Vô chiến tranh rồi, rồi anh em cầm xuống sạc đã chết. Đã bị giết bởi anh em cầm mồ khô bốt. Anh em đê khang kéo tâm rất chi là đẳng cấp luôn. Bắn ra là chỉ có hết sọt, ra thì chỉ có hết sọt. Úi giời ơi, anh em này mặc áo đen các bạn, nhìn thấy nguy hiểm thế. Cầm mưa bắn xà nữa chứ. Mình cho mấy viên vô đầu rồi chết liền. Mình cầm mắt 7 đó bạn ơi. Mình không có skin vẫn chơi được bạn luôn á. Liên luôn em ơi, nó cũng luôn em. Anh em thấy mình skin thắc mắc, mình đang cầm skin phải không? Nhưng mà skin này không có tăng chỉ số nha anh em. Skin miễn phí của thẻ vô cực, nhưng em không có tăng chỉ số nha. Nó như skin mặc định như thôi à, chứ không có tăng. Nó chỉ là màu thôi anh em ơi. Mình nghĩ anh em nào mua thẻ vô cực chắc anh em cũng biết khổ này chứ. Đây. Ôi cha, cái gì đây? Chạy đâu bạn ơi? Đông rồi bạn ơi, chạy đâu? Rồi bên phải anh em. Đây, trước mặt mình nè. Anh đi cầm liềm. Đấy, cầm liềm đứng xa ra, không đứng gần nè. Đấy, đứng xa ra bắn liền. Cầm liềm anh em tới xa ra nha. Tại cái liềm nó chém xa lắm nha mà. Anh em phải cách thập vào xa nha. Không thôi bị liềm chém chết thì hơi bị cay đấy. Đi xuống sẽ quá, bị liềm chém chết là đi ra sân chờ luôn. Hơi bị cay, không cứu được. Xuống sạc. Bắt con chạy em ơi. Đừng đối xử với mình như thế. Đừng cầm xuống sạc thì nhường mình một tí đi bạn ơi. Đừng có chơi mình như thế. Để mình kiếm góc bắn anh em à. Đây, giờ mình lên nhà là mình bơm máu đã. Xuống mình chơi bạn luôn. Xuống lên nhà mình chơi bạn luôn. Xuống nhà mình chơi luôn, bơm máu đã bạn ơi. Đấy, mình nghe tiếng chân cái này chạy lên em à. Đào rồi, chạy lên. Lên nè.
này thì lên ha, thanh niên này vẫn không biết mình trong nhà, thanh niên này không coi cả clip của Đăng Khang, không ghen tiếng chân ghế chân, cái này thì chết rồi, chết luôn rồi, món kia này là chết luôn rồi anh em à. Trời ơi, đâu còn không? Ê cha, còn hai thằng cuối nha. Mình sẽ lấy 19 kêu nó một cho anh em xem luôn. Ê cha, chạy đâu, nó một em ơi. Ê cha, cái thằng đánh đá của thằng nha. Đặt keo quá, đặt keo cho mình gạt cái thằng này trên đây nha. Hơi nguy hiểm. Rồi, một thằng. Rồi mình biết vị trí thằng cuối cùng đá rồi nha anh em. Giờ mình đẩy nó luôn nè. Dễ từ từ nha, mình đẩy vô bo nha. Ê, đây. À, chạy xe xuống. Anh đi chạy xe xuống. Rồi anh đi, mình có baby xa nữa mới. Ê, đừng tông mình nha. Chơi gì không được đâu mọi người. Ấy, trời ơi, chơi tông mình nè. Chơi gì không được đâu mọi người. Chơi gì không bền đâu bạn ơi. Đây, chạy đâu mọi người. Rồi, go đồ nè. Ấy, thanh niên làm gì đây? Gã chảo à? À đâu, gã chảo. Chơi luôn, gã chảo luôn anh em ơi. Đổi không khí gã chảo chơi với anh em luôn. Trời ơi, lâu mới có anh em biết mình trong trận, anh em gã chảo vui vẻ chứ. Bỏ súng ra luôn anh em. Chơi chém ra luôn em ơi. Cầm chém luôn chứ sao. Trời ơi là trời. Thích chém không? Chơi luôn, thích cởi vũ khí ra luôn anh em. Chơi không? Cởi vũ khí ra không bạn? À, chở khí ra luôn không? Đây nhảy cái nha mà, thanh niên cắm cờ chứ. Ui giời, ba ca nữa chứ trời. Trời ơi trời, lâu quá mình không gã chảo nữa mà. Lâu quá mình không gã chảo, thêm úp gã chảo cứ vo chứ. Lâu quá anh em này cũng biết mình cũng gã chảo. Thanh niên quăng chảo rồi, mình cũng quăng kiếm ra luôn. Chơi đấm nhau cho nó công bằng rồi nha mà. Không ai đem cây la hết, chừng đấm thì công bằng. Đấm thì vô đầu chắc bao ống viên mới chết, bao ống phát mới chết nha. Chà, đấm vô rồi mấy ơi. Rồi, bò thua rồi, vô đây, vô. Boxing. Chăng bèn vô đầu nè, một viên nè. Ui một phát. Ui bo thu. Ui không ai đám chúng ai chứ vậy. Ui anh niên chết em ạ. Quái trường. Không ai đám chúng ai anh niên được chết. Ok anh em, video đến đây kết thúc nha. Anh em xem video nhớ like và kênh ủng hộ cho Khang nha. Bye anh em nha.